một vụ cướp kim cương ở tại phi trường Hussein, tên tự Hussein. Một bọn cướp có võ trang đã cướp một số kim cương trị giá 350 triệu euro, trong lúc số kim cương này đang được đưa lên một phi cơ ở phi trường Hussein. Giới chức phi trường cho biết, hai chiếc xe chở 4 người đàn ông võ trang đã chạy tới chiếc xe van chở kim cương đậu gần chiếc phi cơ hành khách Thụy Sĩ. Hai chiếc xe này đã nhanh chóng bỏ chạy sau khi cướp đi số kim cương. Một chiếc xe đã được tìm thấy sau đó. Hiện chưa biết rõ kẻ nào đã thực hiện vụ cướp. Một phát ngôn viên của phi trường cho biết, hai chiếc xe đã phá hàng rào để chạy vô phi trường.